Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn trấn an quốc tế và khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Ngày 27 tháng 3, AFI tiếng Việt cho hay, ngoại trưởng Việt Nam trấn an bên ngoài về bất ổn nội bộ. Theo đó, sự kiện từ chức của ông Võ Văn Thưởng liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam và không ảnh hưởng đến các chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của đất nước. AFA cho biết, trong một buổi thảo luận ngày 26 tháng 3 do Viện Nghiên cứu Brookings chủ trì, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn trình bày rằng việc võ văn thưởng mất chức không ảnh hưởng đến chính sách chung của Việt Nam. Ông Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam có một tập thể lãnh đạo về chính sách phát triển kinh tế. Đại hội đảng sẽ tổ chức 5 năm một lần đặt ra chiến lược phát triển kinh tế về tất cả các lĩnh vực. Ông nói sự từ chức của Chủ tịch nước ở Việt Nam tôi nghĩ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của chúng tôi. Ý tôi là một hoặc hai nhân vật lãnh đạo không làm thay đổi tình hình. Và đây là hình bản tin trên AFA. Đồng thời, ông Sơn một lần nữa nhấn mạnh lại lời đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, xem đây là động thái thúc đẩy mối quan hệ hai nước tốt đẹp hơn. AFA dẫn lại lời yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 9 năm 2023 với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen rằng Tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ có ý chí chính trị mạnh mẽ để công nhận quy chế chính trị thị trường của Việt Nam, giống như Mỹ đã làm với Liên bang Nga. Bên cạnh đó, AFA dẫn phát biểu của dân biểu Liên bang Hoa Kỳ John Kim cho rằng, nếu Việt Nam muốn Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, thì trước hết, Hà Nội cần phải cải thiện tình trạng nhân quyền và trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. AFA cũng cho biết, trong buổi thảo luận này, Ngoại trưởng Việt Nam công bố quan điểm chính thức về tầm nhìn của Việt Nam đối với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ vừa được nâng cấp hồi tháng 9 năm 2023. Ngoài ra, vẫn theo AFA, ông Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo hướng như sau. Đầu tiên, củng cố niềm tin chính trị. Cả hai nước cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi cấp cao, tôn trọng hệ thống chính trị của nhau và duy trì đối thoại thường xuyên. Và đây là hình ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Thứ hai là thúc đẩy hợp tác kinh tế thị trường và đầu tư trong các lĩnh vực như phục hồi của chuỗi cung ứng, kết nối cơ sở hạ tầng, kinh tế số, năng lượng, kinh tế xanh và logistics. Thứ ba là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Việt Nam muốn được hỗ trợ trong hệ sinh thái bán dẫn và trí tệ nhân tạo. Sự hợp tác trong lĩnh vực này có thể nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị ở khu vực và toàn cầu. Thứ tư là về trao đổi văn hóa, giáo dục, đào tạo. Việt Nam muốn Hoa Kỳ sẽ mở rộng hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Thứ năm là phối hợp chặt chẽ hơn trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương. AFA cho biết thêm, ông Bùi Thanh Sơn đang dẫn đầu một phái đoàn Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ và tham dự đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ lần thứ nhất. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho biết, cả hai bên thảo luận về việc mở rộng hợp tác về nhân quyền, an ninh, giáo dục và văn hóa. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, tự cường và thịnh vượng, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định của khu vực. AFA dẫn tin từ một hãng quốc tế, theo đó các nhóm nhân quyền, bao gồm tổ chức ân xá quốc tế, cáo buộc Tổng thống Biden đã gạt các vấn đề nhân quyền sang một bên trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2023. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn trấn an quốc tế và khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Mở rộng dân chủ để giải quyết được vấn đề nhân sự Ngày 26 tháng 3, trang Facebook cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có bài bình luận từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự. Theo tác giả, thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi thì đi đến kết luận rằng công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiêu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng. Tác giả nhận xét, không phải bây giờ ông võ văn thưởng mới vi phạm khuyết điểm mà là bây giờ mới phát hiện ra ông võ văn thưởng vi phạm khuyết điểm chứng tỏ rằng công tác nhân sự khóa 11, 12, 13 đều để lọt những người không đạt tiêu chuẩn vào bộ chính trị. Tương tự ông nguyễn xuân phúc, bà hoàng thị thúy lan và các ủy viên trung ương khác cũng như vậy. Không phải bây giờ họ mới mắc khuyết điểm mà bây giờ mới phát hiện ra và đây là hình thái của tiến sĩ nguyễn ngọc châu. Vậy, câu hỏi hiển nhiên là ai chưa bị phát hiện, nhưng tác giả cho hay, tham nhũng có muôn hình vạn trạng, dễ thấy nhất là tham nhũng quyền lực, tham nhũng tiền bạc, tham nhũng tình ái. Cho nên, thay cho câu hỏi ai chưa bị phát hiện thì nên đặt câu hỏi ai không tham nhũng sẽ dễ tìm ra câu trả lời hơn. Tác giả nhận định, có ai có thể chỉ ra một cái tên cụ thể cho câu hỏi trên, nếu bạn không chỉ ra được một cái tên thì câu trả lời đã rõ. Bởi đi tìm người không tham nhũng vô cùng khó khăn nếu không nói là không khả thi. Tác giả dẫn nhận xét của giáo sư Hoàng Tụy về cách làm nhân sự của đảng, rằng lãnh đạo tự chọn người kế tiếp để đưa ra bầu thì không tránh được suy thoái nhanh chóng. Theo giáo sư, số ít không bao quát bằng số đông, số ít dễ bị tác động, còn số đông thì khó bị mua chuột. Tác giả tiếp tục đặt câu hỏi, vậy phải làm cách nào? Và tác giả đưa ra 6 đề xuất. Thứ nhất, cần thêm các biện pháp khác có khả năng loại trừ tận gốc phần lớn nạn tham nhũng. Trong số đó, quan trọng bậc nhất là cải cách thể chế, cải cách phương thức quản lý nhà nước. Thứ hai, thay đổi phương thức tuyển chọn nhân sự. Và đây là hình ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, những người đang nắm giữ quyền lực của đất nước. Thứ ba, số ít nắm quyền làm nhân sự, dù tài giỏi đến đâu, cũng không nhìn bao quát hết, vừa không đại diện cho số đông, vừa dễ bị tác động tiêu cực Cách làm nhân sự này không chỉ dẫn đến tình trạng lãnh đạo thế hệ sau không bằng lãnh đạo thế hệ trước mà nguy hiểm hơn là bảo vệ và duy trì quyền lực dẫn đến nguy cơ làm tăng tham nhũng quyền lực. Thứ tư, biện pháp thuyên chuyển cán bộ cần cải tổ lại, tránh hình thức và lãng phí. Việc thuyên chuyển cán bộ hiện nay do từ trên đưa xuống, nếu có tham dò ý kiến thì cũng mang tính hình thức, cuối cùng là không hiệu quả. Trong việc thuyên chuyển cán bộ cần đề cao vai trò của địa phương nhận nhân sự địa phương nhận nhân sự cần có tiếng nói quyết định thì nhân sự mới có chất lượng hữu ích cho địa phương. Thứ năm, đoàn thanh niên và các đoàn thể khác không đối mặt với các tình huống khó khăn, ngàn cân treo sợi tóc hay một mất một còn nên không thể hiện được tài năng của lãnh đạo. Thực tiễn cho thấy các cán bộ cấp cao thăng tiến từ con đường đoàn thể chẳng những không có năng lực mà còn vi phạm khuyết điểm với tỷ lệ không nhỏ. Thứ sáu, mở rộng dân chủ trong đảng để cho số đông lựa chọn nhân sự là phương thức tốt nhất trong công tác nhân sự được thực tiễn kiểm nghiệm đó là con đường duy nhất đúng để tìm ra lãnh đạo có tài có đức tuy nhiên tác giả đánh giá tự nguyện từ bỏ quyền lực là điều vô cùng khó khăn nên con đường mở rộng dân chủ đầy gian trừng nói đến mở rộng dân chủ trong đảng cũng là nói đến mở rộng dân chủ trong dân dân chủ là mục tiêu của nước việt nam dân chủ cộng hòa trước đây quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin mở rộng dân chủ để giải quyết được vấn đề nhân sự. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.